Nay khui hàng mới về nha, lắp giải mã nha. Khui cái lắp nhắc mấy cái nhỏ nha, lát khui cái con khủng long nữa. Trước nha. Đây bay nè. Cái này là hàng làm mới ra bay nha. Như mới luôn nha. Tiếp nha. Modiba. Kèm với áo cây cầu luôn. Tiếp quan số. Cái này bán giá là sơ xuất 3 triệu. Con này ha, bắt đi của A luôn nha. Đây là hộp gì đây? Cáp cáp ba lăng này là 7 luôn nha, mát thêm USA luôn. Ai có nhu cầu xin liên hệ nha. Ship với mấy con Blue Sound nón này chắc khỏi khui quá. Mình có cái clip test rồi. Con này nó tắt đèn nha. Tắt đèn xe lúc chứ mít sọc sọc nhét rác luôn thôi. Nhét rác bỏ rác luôn. Cái này chắc ship cho quá. Ship Modiba. Con này màu đen. Cái con này ha, ngon bổ rẻ nha ha anh em. Cái con này là rắp ráp ở Mỹ hết luôn nha. Cái này ngõ nguồn, cái này USB nữa, optical coaxial 100% Mỹ luôn. Có con trắng con đen. Gì đây? Ok nha, hi-fi nè, thùng jean mà nó để hai thêm lớp thùng nữa, hai lớp thùng. Con này cũng tiếng tăm lắm á. Chờ HD với lại cái này có thể nghe tai nghe được luôn, chắc là có đầy đủ USB, Bluetooth, USB. Con này nêu luôn à, con này hàng trưng bày hai cửa hàng. Tên luôn. 7 màu luôn. Cái này hàng tem Bluetooth, ba lăng luôn, dữ.
sắp giả đồ nghề nằm dưới đây. Em sẽ adapter bắt đầu đầy đủ thêm nêu luôn ba hộp đồ nghề. Cái đứa tại vì cái này giống như là nếu mà ở bên đó rất là shop á, shop bán á, thì nó rất là chuyên nghiệp nha. Còn cái người xài á, người xài thì nó đóng gói ấy, hai lớp thùng chuyên môn, nó có thùng nó đóng thêm thùng nát nha. Con này cũng hay lắm á, như mình có một cái laptop còn máy tính nha, mình để một cái cục nhỏ kế bên đó rồi xong mình để một cái cục lớn gần ông ly, hai con không cắm dây nha, cái chuyện hai không dây thôi nha, giải mã luôn. Đây cục này là để gần ha DC laptop nè. Đó cục này để gần ông ly đây, thằng này ý là thằng này là đúng rồi, nó tin luôn cho ông ly nè, hoặc là cho một thằng khác giải mã là cushion sống không dây luôn, tôm hộp luôn, đủ đồ nghề. Cái 11 đồng 3 này là ship từ Mỹ đến Mỹ nha, từ bang này qua bang kia, chưa tính tiếp từ Mỹ về Việt Nam nữa nha, rồi tìm mua nữa nha. Cho nên mua con ha, từ Mỹ về mà bán trần 2 nữa. Mà thường mà là muốn mua thì mua con kèm cái thấy là lạ đi. À con này dữ nha, mắt xin tóc nha, Bluetooth mắt xin tóc. Đây điện viên luôn nha, điện mắt xin tóc luôn. Thôi là có thời gian mình đã làm ít test trên đó rồi, thằng Bluetooth là cực chất luôn nha, còn hơn cái thằng chọt này. Nhìn là biết mắt xin tóc, bỏ đảm cái đèn này màu xanh. Bluetooth mà ra ba lăng là thầy ghê đó. Hoặc là ha, nó thu nó phát luôn nha, in out luôn, dữ đó. Unlock out, unlock in nè. Quá ngon luôn, quá đẹp luôn. Em có dàn dĩa dữ á, mắt xin tóc là để này vô là đúng bộ luôn. Rồi nhẹ quá chắc ha. Trời ơi, cái này mà đi máy bay về để cho nó quăng ha, Việt Nam quăng thoải mái luôn.
Berlin 2 nha. Có 40 điểm quá. Cái này da đen nha. Thì à, quá. Có một cái giờ nó bị ha, cấn. Rồi để đèn tí hon hoặc là làm tai nghe luôn cũng được. Ai mà cái dàn mình đang nghe bình thường là muốn nó hay hơn, có chiếc âm đèn gắn thêm này nữa nha, ngon bổ rẻ nha. Thì liên hệ số điện thoại hoặc Zalo luôn nha. Cục điện làm rời nè, để nó còn nặng hơn là cái kênh này. Kênh này cứ sạc ra là biết ngày tháng mà. Ngày tháng ship về. Trời ơi, chèn giấy. Cái gì mà làm vườn mấy quá vậy? Musical nha, diễn keo nha, diễn keo. Con này ha, giải mã và đọc USB nha, có wifi luôn nè. Đó. Quá ngon luôn, con này mới ở Taiwan nè, không có China đâu nha. Con này là ngon à, có gắn USB ở đây đọc luôn nè, đó. Musical Fidelity mà 1 lít nha. Cái này dính keo nha ha, lấy ha. Chùi ra. Cam nha, hạt cam là ha, rất là nổi tiếng về CD Ampli nha. Bây giờ đây là cái con đầu tiên streamer giải mã nha. Rồi bóp hai can ten luôn, new buôn hộp quá đẹp luôn. Con này cắn ổ cứng sau nha, Bluetooth thì đầy đủ đó. Con này như thị trường đang bán 50 triệu á, tất nhiên con này mình sẽ bán rẻ hơn rồi đó, trên 50 giá 50% chút xíu nha, thị trường đang bán 50 triệu. À, bây giờ mình sẽ xua tới cái con to nhất nha, to nhất đã, để bán cái con này cho nó gọn gàng chút xíu. To hết, con này mười mấy ký á, con này mình tiếp về hả gần 5 triệu rồi đó. Con này có thùng viên nè, bán
ngoài cái con này luôn anh. Đây cái độ cũng khiếp đó chứ, to nặng nha cái đít đây. Cái bàn tay ra mà hai đứa nó to vậy chứ, là bàn ngang nhiều. Là size 43 nha, 43 vuông luôn đó. Ở dưới là đầy đủ đồ luôn, rồi mót dây nguồn thôi, con này to rồi. Rồi cảm ơn ha, các anh em mình theo dõi nha, có ai nhu cầu liên hệ số điện thoại hoặc là Zalo nha cho nhanh nha. Còn từ từ mình cứ test từ từ nha. Rồi xin cảm ơn rất nhiều.